Dạ Nhung mến chào tất cả cô bác anh chị em gần xa. Xin chào cả nhà đã quay trở lại kênh Nhung Đặng Family Cuộc Sống Hoa Kỳ. Trước mặt cô bác anh chị em mình đây là lẩu, lẩu gà nghe cô bác anh chị. Hôm nay nhà Nhung có khách, sẵn tiện đây Nhung nấu lẩu gà nồi đãi khách và chia sẻ đến cô bác anh chị em mình cách nấu lẩu gà của Nhung nha. Thì nếu mà cô bác anh chị em nào ở miền Tây có từng đi quán ăn lẩu gà nồi á, thì biết cái cách nấu của Nhung. Hôm nay Nhung sẽ nấu cái món lẩu gà này tương tự giống như lẩu gà nồi ở Việt Nam mình, sẽ ăn kèm với lại muối ớt. Muối ớt này đặc biệt là muối ớt Việt Nam mới ngon cô bác anh chị, muối Việt Nam muối cục á. Rồi cái cách làm như thế nào thì Nhung xin mời tất cả cô bác anh chị mình cùng theo chân Nhung vào bếp. Nếu thấy video này hay hữu ích, vui lòng cho Nhung xin một like, một chia sẻ cũng giống như là một đăng ký kênh ủng hộ Nhung nha. Nhung xin cảm ơn rất là nhiều. Ở đây Nhung có chuẩn bị sẵn hai con gà nè cô bác anh chị. Hai con gà này trọng lượng chắc khoảng 2,5 kg à. Bây giờ gà thì Nhung sẽ vệ sinh sạch sẽ cùng với lại muối, giấm và rượu trắng nha, để khử đi mùi tanh của gà, đồng thời làm gà cũng sạch hơn. Rồi sau khi mà rửa sạch xong thì Nhung sẽ cắt khúc. Tùy theo cô bác anh chị mình cắt miếng lớn nhỏ thì tùy theo sở thích của mình ha. Ở đây Nhung cắt miếng lớn lớn như thế này nè, tại vì mình nấu lẩu thứ nhất gà cũng sẽ teo lại. Và sau khi mình nấu lẩu thì cái miếng gà lớn lớn như mình cũng dễ ăn, dễ gấp ha. Rồi sau khi mà cắt khúc để rửa sạch thiệt ráo thì Nhung sẽ đem đi ướp. Ở đây Nhung sẽ ướp gà cùng với là một giá đường, rồi một giá muối của bác anh chị. Rồi tiếp tục Nhung sẽ cho vào đây là bột ngọt và hạt nêm. Tùy theo khẩu vị của bác anh chị mình sẽ ướp khác nhau ha, tùy theo cái lượng gà luôn. Ở đây Nhung cũng sử dụng một ít dầu mè. Dầu mè sẽ làm cho cái gà của mình thơm hơn, đồng thời cũng khử đi mùi tanh. Nếu mà cô bán chị em mình thích thì cho vào, còn không thích thì cũng không sao. Rồi bây giờ mình sẽ trộn lên cái hỗn hợp này lên cho thấm đều trong gà. Mình để đây cho gà thấm đều nghỉ ngơi ha. Trong khi chờ đợi gà thấm thì Nhung sẽ đi chuẩn bị cái phần rau củ để ăn kèm. Hôm nay Nhung sử dụng là củ cải trắng nè cô bán chị, ba củ cải trắng này ha, và một ít hành lá. Và bên cạnh đây Nhung cũng sử dụng mấy trái mướp này để mình nhúng vào trong cái nước lẩu mình cho ngọt và thơm hơn. Rồi đây là cái nấm nè cô bác anh chị. Nấm ở đây chỗ Nhung không tìm nấm tươi ha, nên Nhung mua nấm khô. Nấm khô này cũng rất là ngon. Giờ Nhung sẽ sử dụng một ít, Nhung ngâm qua nước ha, để cho mềm nấm lại. Rồi sau 30 phút thì Nhung sẽ bắt một cái nồi lên, để Nhung cho chút xíu dầu vào đây để mình đi ram thịt gà. Gà mình nấu lẩu thì mình nên ram thịt trước để cho săn thịt. Thịt nó sẽ giảm đi cái mùi tanh và đồng thời thịt mình sẽ săn và ngon hơn nữa cô bác anh chị. Sau khi dầu nóng Nhung sẽ cho vào đây là sả cây. Sả cây mình đập dập dập để cho ra cái tinh dầu của sả cho thơm. Sau khi mà sả thơm thì Nhung sẽ cho một ít tỏi băm vào đây. Rồi sau khi tỏi vàng Nhung sẽ cho hết cái phần thịt lúc nãy mình ướp vào trong đây mình ram ha. Thì cái thời gian mình ram thịt này cho săn thịt cỡ khoảng 5 phút 10 phút đó cô bác anh chị. Mình ram đến khi thịt gà mình thấy thịt gà săn lên ha. Sau đó mình hãy cho nước vào. Thì trong khi chờ đợi ram thịt gà thì Nhung cũng bắt một cái ấm nước siêu tốc bên kia để cho nước sôi. Sau khi gà săn thì mình sẽ cho cái nước sôi vào trực tiếp vào trong gà như thế này sẽ giúp thịt gà săn và ngon hơn. Gà sẽ không bị sốc nhiệt thì nó sẽ không bị tanh, khi mình ăn không bị tanh nữa cô bác anh chị. Thì đó là cách làm của Nhung nha. Thì những gì hiểu biết Nhung đều chia sẻ ở đây, cô bác anh chị em mình có thể tham khảo. Nếu mà ai có cách làm ngon hơn và hay hơn thì cũng có thể chia sẻ, Nhung cũng học hỏi. Rồi bây giờ sau khi thịt gà mình đã săn xong á, thì Nhung sẽ cho cái phần nước vào đây. Nước thì nước sôi á, tùy theo cô bác anh chị mình. Cái lẩu mình nấu nước nhiều nước ít thì mình sẽ cho nước nhiều ít khác nhau ha. Ở đây Nhung cũng cho nước nhiều nhiều lắm, tại lẩu mình ăn á, nó cũng hao nước lắm cô bác anh chị. Đó, Nhung sẽ cho vào đây là khoảng 2 lít nước. Rồi Nhung cũng tiếp tục nấu lên đến khi cho mình thấy sôi nổi bọt, Nhung sẽ vớt cái phần bọt này bỏ đi. Để cho cô bác anh chị mình thấy cái mỡ gà lên trên cái bề mặt cái nồi lẩu của mình nè. Này là mỡ từ trong gà ra đó cô bác anh chị, mỡ gà, dầu gà. Rồi bây giờ quay trở lại cái nồi, cái thao nấm ở đây mình đã ngâm nãy giờ đó. Giờ Nhung sẽ vớt cái phần nấm này ra, chút xíu nấm này mình sẽ cho trong lẩu mình nhúng mình ăn. Còn cái phần nước nấm này Nhung không có bỏ đâu, tại vì nấm trước khi mình đem ngâm là Nhung đã rửa sạch rồi, Nhung mới đem ngâm. Cái nước nấm này rất là ngọt cô bác anh chị, mình bỏ thì nó phí, nó uổng lắm, tại vì nó ra tinh chất từ trong cái nấm ra nó rất là ngọt. Nên thường là sau khi nấm rửa sạch ngâm thì Nhung sẽ sử dụng cái phần nước nấm này, Nhung sẽ nấu súp hoặc là nấu nước lèo gì đó. Thì hôm nay Nhung cũng sử dụng cái nước nấm này, Nhung sẽ cho vào trong cái nồi súp gà của mình lúc nãy.
Nhung sẽ nấu lên tận dụng cái nước này, thay vì mình cho nước lạnh á thì nước ngâm nấm này sẽ giúp cho cái nồi nước dùng của mình ngọt hơn và đậm đà hơn. Rồi bây giờ Nhung sẽ cho hết cái phần nước ngâm nấm này vào trong cái nồi nước dùng nước lẩu gà của mình. Đó, rồi bây giờ mình sẽ nấu sôi lên chút xíu, sau đó mình sẽ tiếp tục cho vào đây là nước dừa. Nếu cô bác anh chị em mình ở Việt Nam á, có dừa tươi á, thì mình cho vào càng ngon hơn, còn không có thì mình cho nước lạnh cũng không sao ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho hết cái nước dừa vào đây. Thì cái lượng nước cô bác anh chị mình có thể gia giảm nha. Rồi sau khi cho xong thì Nhung sẽ nêm lại một lần nữa, cho thêm muối, thêm bột ngọt, thêm hạt nêm, và đặc biệt lúc này Nhung sẽ cho vào đây là đường phèn. Đường phèn sẽ giúp cho cái nồi nước dùng của mình ngọt thanh hơn và cái hương vị nó cũng đậm đà hơn. Rồi tiếp tục mình sẽ nấu sôi lên nha cô bác anh chị. Mình nấu sôi lên xong đó mình vớt bọt cho kỹ, mình riu lửa từ từ. Rồi bây giờ Nhung sẽ quay ngang cái phần rau củ lúc nãy mình chuẩn bị đó, củ cải trắng và mướp thì Nhung đã gọt vỏ bỏ rồi. Bây giờ Nhung sẽ cắt khúc ra như thế này, thì khúc lớn nhỏ hoặc là cắt khoanh, cắt bông hoa gì đó thì tùy theo cô bác anh chị mình thích trang trí mình cắt khác nhau ha. Ở đây Nhung chỉ cắt khúc và chẻ đôi như thế này thôi. Mình sẽ cho vào trong cái nồi nước súp mình nấu để cho nó ngọt nước. Hành lá cũng vậy, Nhung cũng cắt khúc. Nếu mà cô bác anh chị mình thích nhúng thì chút xíu mình sẽ nhúng, còn không thì mình cho vào trong cái nồi súp trước khi mình múc ra. Và mướp thì mình cũng cắt khúc tương tự. Đó, cô bác anh chị em mình cũng có thể cắt xéo hoặc là cắt khoanh tròn cũng được ha, tùy theo. Và đây là thành quả nào cô bác anh chị sau khi Nhung cắt xong để ra dĩa như thế này ha. Ba cái mướp này với nấm nè, với lại hành lá chút xíu mình sẽ nhúng vào trong nồi lẩu ăn sẽ ngon hơn. Đó, đặc biệt cái nấm này nè cô bác anh chị ăn rất là giòn luôn. Nấm này Nhung được mấy chị bạn ở trong tiệm mới chia sẻ nên rất là giòn, rất là ngon. Mình nấu lâu hay nấu nhanh thì nó cũng đều rất là giòn. Rồi bây giờ trong khi cái nước súp nó sôi thì Nhung sẽ cho cái phần củ cải trắng vào đây để mình nấu cho nó ngọt nước hơn. Tại vì củ cải trắng lâu chín lắm cô bác anh chị, nên mình sẽ cho vào trong đây ha, chứ mình không để không thể nhúng được. Tại vì nhúng thì nó không có đủ thời gian để chín ha. Mình nhúng mình nấu trong đây thì nó sẽ có thời gian lâu hơn và thấm, và nó sẽ ra được cái nước ngọt trong cái nồi súp mình hơn. Đó, thì đơn giản cô bác anh chị ha, cách nấu này rất là đơn giản. Bên cạnh đây Nhung cũng cho một củ hành trắng vào đây, thứ nhất làm cho cái nồi nước dùng mình ngọt hơn, thứ hai cũng khử đi mùi tanh của gà. Rồi bây giờ Nhung sẽ đi chuẩn bị cái phần mì gói để mình ăn kèm. Mì gói thì mình nên trụng trước cô bác anh chị, rồi sau đó mình muốn ăn thì mình sẽ lấy nước súp mình chan mình ăn sẽ ngon hơn. Cô bác anh chị mình đừng có nhúng nguyên cái gói mì vào trong cái nồi nước súp của mình. Cái nồi lẩu của mình thì nồi lẩu nó sẽ bị mặn á, tại vì cái mì nó có chất mặn. Bây giờ Nhung sẽ trụng sơ mì như thế này, sau đó Nhung sẽ cho ra cái dĩa ha. Để những cái sợi mì nó không dính lại với nhau á, thì Nhung sẽ rưới vào đây một chút xíu dầu ăn. Thì dầu ăn thì nên hôm nay Nhung sử dụng là cái dầu này, dầu phi hành tỏi đó cô bác anh chị. Nhung giữ lại cái phần dầu này rất là thơm. Giờ Nhung sẽ rưới lên một ít lên, Nhung sẽ trộn đều lên. Thứ nhất làm cho cái mì mình thơm hơn, thứ hai là làm cho những cái sợi mì nó không bị dính lại với nhau khi mình gấp mình ăn á. Rồi trên mặt thì Nhung sẽ rắc một ít cái hành phi để cho thơm. Rồi bây giờ cái khâu chuẩn bị mì này mình đã xong rồi. Cô bác anh chị em mình cũng có thể ăn cùng với lại bún ha, cũng rất ngon ha. Nói chung lẩu ăn bún, ăn mì gói đều rất ngon. Nhưng mà ở dưới quê Nhung hay thường ăn á, ăn lẩu là hay ăn với mì gói. Mà đúng ra ăn mì gói mà mì tôm đó cô bác anh chị, mì milicate, mì hình chất con tôm á là sẽ ngon hơn. Rồi bây giờ tới cái phần mình đặc biệt nè, là phần cái muối chấm. Muối chấm đặc biệt là lẩu gà nồi phải chấm muối ớt mới ngon cô bác anh chị. Muối ớt mà là muối cục nó mới ngon. Nhung sẽ cho muối cục hay cho bột ngọt và ớt và mình đâm giả nhĩ như thế này nè. Đó, cô bác anh chị nhìn cái chén muối ớt nhìn thấy thèm chưa? Ở đây Nhung không ăn được ớt nhiều nên cho có một trái à. Nếu mà cô bác anh chị em mình ăn được ớt nhiều mình đâm cho nhiều sẽ đẹp hơn và ngon hơn. Rồi bây giờ coi như hoàn thành, nồi lẩu mình đã xong. Nhung đã múc ra rồi đây. Sẵn tiện đây Nhung mời cả nhà mình cùng thưởng thức luôn ha. Lẩu gà nồi theo kiểu miền Tây mà nấu ở Mỹ. Nói chung là không có nguyên liệu gì nhiều á, thì có chi mình nấu đó cô bác anh chị. Thì sẵn đây Nhung mời cả nhà cô bác anh chị em mình cùng thưởng thức với Nhung nha. Qua đây thì Nhung cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả cô bác anh chị em gần xa đã yêu thương, ủng hộ và đăng ký kênh cho Nhung trong suốt thời gian qua. Nếu có thắc mắc gì về nguyên liệu cũng như cách làm, hoặc là cô bác anh chị em mình muốn yêu cầu Nhung làm món gì đó thì vui lòng để lại bình luận bên dưới video này, hoặc cũng có thể nhắn tin, email, Facebook cho Nhung. Nhung sẽ cố gắng trả lời trong thời gian sớm nhất và trong khả năng hiểu biết của Nhung. Một lần nữa thì Nhung mến chúc tất cả cô bác anh chị mình thật nhiều sức khỏe, ngon miệng.
Và Nhung xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.